Xin chào mọi người nhé. Nay Vinh này đi làm, đi xịt thuốc sâu cho cái vườn sầu riêng này. Thì cái vườn sầu riêng mà Vinh hay quay video đấy, 700 cây ấy. Thì cái vườn này bữa nay nhện đỏ nó phá hoại kinh khủng quá. Vinh lại ra xịt thuốc cho anh chị chủ vườn. Tuần trước cũng có người xịt rồi nhưng mà có vẻ là không hiệu quả. Thì Vinh sẽ quay lại cái lá của những cái cây mà bị nhện ăn mọi người xem nha. Đây thì Vinh đi đang xịt này. Và cái cây này nó tương đối nhiều, quay lại để mọi người nhận biết cái tình trạng bị nhện nó ăn như nào và vì sao nha. Vinh đổi camera cái đã. Đây. Mọi người thấy này. Này cái màn hình của Vinh nó bị chói nắng. Thì đây trên cái lá này là đang có rất nhiều nhện nha mọi người. Người nhìn kỹ thấy con nhện màu đỏ chưa? Đó, ha. Này, lá nào cũng rất nhiều nha. Chôn màn hình của Vinh sao nhìn nó mờ quá, không biết mọi người nhìn có thấy không? Mắt thường thì nhìn thấy đầy những chấm đỏ đỏ này, mọi người thấy chưa? Đó, rất là nhiều. Thì mọi người nhớ nhá. Nhện là nó ăn làm cho cái lá mình bạc đi này, chứ không phải vàng nhá. Vàng như này là biểu hiện của gì mọi người thấy không? Thiếu nước ha. Nước nó không đủ. Cái vùng đất này này ha. Mọi người thấy này, chỉ có một chút quanh cái gốc cây là nó xanh thôi, còn xung quanh là cỏ chết. Thì cái khí hậu của khu vực này nó quá nóng, quá khô, cho nên là nó thuận lợi cho cái con nhện này nó phát triển. Đồng thời á là cái cây này thì cái nền đất này này mọi người lưu ý nha, không có cái sinh khối hữu cơ để mà vi sinh vật nó sinh sôi phát triển, thì khiến cho cái bộ lá này, cái rễ nó yếu thì lá nó yếu và nó không chống chịu được sâu bệnh nha mọi người. Cho dù chúng ta có tưới men cỡ nào mà không có thức ăn cho cái vi sinh vật, cái men vi sinh chúng ta tưới xuống thì nó vô vị nha mọi người. Cái vi sinh vật nó phải cần có ăn thì nó mới sống được, nó mới sinh sôi nảy lở được. Đây mọi người thấy này, à, lá mới này, đây là bị ăn ít nhá. Cứ cái mé nào cái hướng này là nắng buổi chiều này, nắng từ 1-2 giờ tới chiều tối luôn thì nhện nó ăn, và nắng chiếu thì vàng lá luôn nhá. Cái lá vàng này là do nắng chiếu, thiếu nước thì nước nó không đẩy lên cái lá này, thì nắng chiếu làm khô cái tế bào của lá đi và nhện nó cứ tấn công ở khu vực đấy. Nhện thì làm bạc trắng cái lá đi, nó ăn mất màu xanh thì nó làm bạc lá nha mọi người. Này Vinh đang xịt. Đây mọi người này. Không biết mọi người có nhìn thấy không? Dưới mặt lá này. Nhện ở dưới mặt lá này, nhện và trứng nhện nhiều hơn cả ở mặt trên nữa. À, nhiều lắm đó. Nghiêng đi thì nó lại không có lấy nét. Cho nên là chúng ta xịt phải xịt thật kỹ, xịt cho nó ướt cả mặt trên mặt dưới luôn, và có thuốc diệt trứng ở trong đấy nữa thì nó mới có tác dụng nha mọi người. Vinh thì cũng cực chẳng đá mới phải đi xịt thuốc sâu này thôi, chứ từ 2006 tới bây giờ cũng chán phải đụng vào hóa chất rồi mới về làm vườn làm hữu cơ, mà đời không như mơ. Giờ cuộc sống nó nên gặp chút khó khăn thôi, cũng đi xịt để kiếm đồng tiền về trang trải cuộc sống. Thì mọi người lưu ý nhá, là tối thiểu là đeo cái khẩu trang như này, là trong này là than hoạt tính, bên ngoài có một cái lớp để chống thuốc nó dính vào cái than của chúng ta và bụi bẩn các thứ, thì về chúng ta chỉ việc giặt cái này thôi. Bao giờ mà cái khẩu trang này đeo mà ngửi thấy có mùi thuốc trừ sâu cái là chúng ta phải thay cục lọc này. Thì Vinh mua cái bộ này là gần 1 triệu nha mọi người. Còn cái loại mà 100.000, 200.000 bán trên mạng mọi người về đeo không được đâu. Vinh có mua thử rồi. Trên các sàn thương mại điện tử đó, Vinh có mua rồi và không hiệu quả. Đeo vẫn có mùi và rất là đau cái mũi. À, nó kẹp đau mũi lắm. Cái này thì nguyên cái sườn không này này. Là Vinh đã mua là hình như 570.000. Và cái cục lọc này là em Vinh mua dùm nhá, 450 thì phải, còn bây giờ không biết là bao nhiêu.
tùy nhé, có chỗ bán có mấy chục ngàn một cặp thôi, mọi người cứ lựa chọn thôi. Còn Vĩnh Đèo này thì mấy năm rồi cơ, Vĩnh cứ bao giờ mà nó Vĩnh cảm thấy là cái than này nó hư rồi thì Vĩnh thay đi, chứ còn thật ra thì nó chưa có mùi đâu. Vĩnh thì ngày xưa đi diệt côn trùng nó cũng luôn sử dụng cái mặt nạ phòng độc này, thì có được tập huấn về cái việc là làm sao để mà chúng ta tái sử dụng cái than hoạt tính này. Đây nè, nó đeo vào này. Vĩnh đeo thì không nói chuyện được, nhưng mà xịt cho mọi người thấy Vĩnh xịt như nào thì Vĩnh phải đeo vào đã. Đó, nói không biết mọi người có nghe không. À đây này, đeo vào nó như thế này, cái dây này đó. Tối thiểu nhá, nghĩa ra là phải có kính, phải có áo bảo hộ để cho cái thuốc trừ sâu nó không tiếp xúc với da của chúng ta, với mắt của chúng ta nha mọi người. Ở đây Vĩnh thì bằng máy xịt, dây thì buộc cho nó cộng dây thun xong thì đeo vào cổ giống vậy, tại vì có một mình à, không cần người kéo dây chuyển phức. Ở đây là Vĩnh đi xịt à, Vĩnh đổi camera. Chúng ta xịt cái con dày bình thường thì xịt sơ sơ cũng được, nhưng con nhện này chúng ta xịt càng kỹ càng tốt nha. Cái cần này dài quá, Vĩnh thì dùng cái cần dài để thứ nhất xịt được lên ngọn, và thứ hai là đứng xa xa giả tí xịt đủ vòng quanh cây nhá mọi người. Xịt thật kỹ, chúng ta diệt một lần cho nó sạch luôn đi, chứ đừng có xịt đi xịt lại mất công lắm. Đừng có tiếc thuốc, xịt sơ sơ cái là xong rồi, không có đâu. Con nhện này đa số là diệt nó bằng cái cơ chế tiếp xúc nha, không có lưu dẫn gì hết ạ. Còn người thì bảo là nó dạng keo, nó bao con nhện lại không bò được thì không đúng, bởi vì nếu mà nó là keo thế thì làm sao mà bị kháng thuốc. Con nhện nó có mọc ra cái sừng cái gai gì để nó xé cái lớp bào đấy đâu, mà tại sao nó bị kháng. Chúng là xịt vài ba lần cái một loại thuốc cái là tự nhiên con nhện không chết nữa nha. Mình thì gọi là kháng còn chả biết là vì sao. Đó, xịt như tắm cái cây luôn cho Vĩnh thì nó mới chết nha mọi người. Và mọi người xịt sơ sơ dày, như kiểu xịt sâu xịt dày như vậy. Nếu mà Vĩnh xịt dày là xịt như vậy thôi là đủ rồi, nhưng mà riêng con nhện thì cứ phải chơi cho mày thật đặng, bởi vì xịt một lần thôi cho nó hết luôn đi, trừ khi thuốc làm cho nhện nó không chết được thôi. Chuẩn đã chết thì phải cho nó chết hẳn. Đó. Thôi Vĩnh tắt cái máy để Vĩnh xịt đây. Còn tối rồi, xịt đây chiều về nhà còn quay máy tưới vườn ở nhà, tưới rau tưới cây nữa, mệt lắm. Chào hẹn gặp lại mọi người sau nha. À, Vĩnh nghỉ xịt rồi, làm dấu cái cây này. Mọi người nhớ hộ Vĩnh nha. Cây này đây, dưới này là cái bừng không trồng cây gì, và có cái bụi tre với cả cái bụi chuối rừng ở đây. Đó, cái cây bên này là xịt là cây cuối cùng của cái buổi chiều này, của ngày hôm nay. Nhện nhiều lắm nhá. Cây bên này thì chưa xịt, để sang soi cái lá bên này rồi để sáng mai để mình kiểm tra, biết không, kiểm tra xem cái thuốc đấy nó có hiệu quả không á. Đây lá nhện nó bò đó, mọi người thấy chưa à, con nhện bò lồm ngộm đấy nha. Đây là cái phía này là nắng không chiếu mà nó còn bị này à. Đó, lá này
mình phải gọi nó bạc lá chứ không phải vàng lá nha mọi người. Đó này, thấy chưa, những cái trắng đấy là trứng nó nha. Còn cái màu đỏ mọi người thấy là con nhện nha. Đó. Chung là chúng ta cứ đi thăm vườn mà thấy cái cây của mình lá nó không còn bóng nữa thì là bị nhện thôi. Này, đỏ au luôn. À. Rồi, còn cây bên này thì xịt rồi. Đây, lá này. Đấy, mọi người thấy con nhện màu đỏ, đốm đỏ đấy chưa? Chung là xịt thì mày không trúng độc chết thì mày cũng trôi mất. À đây. Ha. Rồi dập mặt mà chết. Xịt hơi mạnh mà. Đó. Thì cây bên này xịt rồi, cây kia chưa xịt. Sáng mai đi quay phim lại đánh giá xem cái thuốc này nó có hiệu quả không. Vĩnh đang xịt bằng cái lưu mai của Hợp Chí nha mọi người.